Rồi chào mọi người. Ngày đánh lốc hôm nay là mình sẽ đánh ở khu vực Tân Tập nha. Hiện tại bây giờ là mình đang có mặt tại ấp Tân Đại, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc. Bây giờ mình đang chạy vào đường D đây. Rồi mình tìm những đường nhỏ mình tẻ vô, mình tìm bãi câu nha. Rồi vô. Kiếm đường nhỏ tẻ vô chứ đường ở ngoài là bãi bể đó rồi. Vô đây thì nó cũng bể nhưng mà nó cũng đỡ hơn chút. Thấy chỗ này cũng ngon lắm mà đánh đây thử hơi ra. Rồi ok, hôm nay là mình sẽ câu cái mẫu lưỡi chữ C ha. Cái này là chữ C rặt luôn nè. Đúng chữ C luôn nè, rất là tròn luôn nè mọi người ha. Đây. Mình lấy nét đây nó nè, chữ C nè. Cái giọng lưỡi này á giật cá rất là ác nha mọi người. Vô một cái đó là không ra được tại vì nó bấu vô nè. Cá nó càng dải thì nó càng bấu vô. Quýnh cong tròn chữ C nè ha. Bắt cá là toàn má đau không, ra không được nha. Cho dù nó dính rồi mà cá nó dướng cỏ ở dưới nó dải cũng không ra luôn, mình kéo cỏ lên mình bắt luôn vẫn được nha. Mình câu hôm nay cái giọng lưỡi này rồi mình thấy nó rất là hiệu quả luôn ha. Thép này là thép 1 ly 4. Quýnh là toàn vô má đau không. Cái lưỡi này nó vô con cá là nó bấu luôn ha. Như vậy nè, đấy. Vô phải không? Nó càng giải là cái đuôi nè. Cái đuôi nó càng bấu thêm nè. Cá càng giải càng bấu thì chữ C mà. Làm quặp tròn bầu luôn không? Bấu vô rồi là càng giải nè. Càng giải càng bấu ha. Nói chung là vô rồi là khó ra lắm. Rất ok nha mọi người. Cá lớn này. Tắt cái bắp luôn. Trời ơi, cá nó mạnh. Bắp lúc luôn rồi. Ăn gì mà bụng phình lên luôn. Ủa, nó ăn con cá lên nè. Cá mập quá mập. Đi tìm bãi khác mọi người ơi. Cái này mình câu dạo mà. Bãi câu được 1 con, 2 con là nó hết rồi. Nó chạy thôi. Không chạy là không có đâu nha. Không ăn nữa, cho dù đứng hoài, câu hoài luôn nó cũng không ăn nữa. Đứng tới chiều là bể đầu á. Câu cá lóc này phải chịu khó đi dạo thôi. Rồi chuyển qua bãi này nha mọi người. Địa hình cũng là có nước mặn luôn ha. Lề bên đây, lề bên đây. Mình sẽ đánh hai đường. Góc này là góc 12 giờ nè. Góc này là góc 10 giờ. Cái bãi này nhỏ, đánh hai đường này là ok rồi. Là cá nó sẽ gom về thôi. Chỗ này, cái địa hình này thì theo mình nghĩ là nó cũng bị bể nhừ rồi đó. Chỗ này nhìn nè, dấu chân lừ hết ráo luôn, đứng lắng bóng luôn. Thì bây giờ là cá thì đa số là bãi nó bị bể hết.
đánh cũng hên xui thôi, chứ bây giờ tìm những cái bãi mà còn nguyên thì thật sự là khoảng 10% có thôi, mà chạy cực lắm, tìm cực lắm. Bây giờ tình hình chung mà đánh là đánh cá bể không à, hên xui ha mọi người, không có thì đi ha. Phải chết. Lên này. Chết dữ rồi. Đứng cỏ rồi. Sảy quá. Dạ, sảy rồi. Còn hôm nay. Dạ, sảy rồi. Dây mà vậy không dính được nó nè. Thua. Nó quấn cỏ một nồi. Thua. Vậy nè. Wow, trời đất. Ăn nó quấn vậy sao dính. Bó tay luôn mọi người. Trời ơi, ăn con nhái không trầy luôn à. Cái này nó ăn là nó táp xong rồi nó ngã à. Chứ không phải nó cố tình ăn thiệt. Ui, cá này bị bể dữ lắm rồi nè. Dính này. Cái đồ hổ nữa. Trời ơi. Hugo, Hugo, Hugo. Wow. Quá trời con này. Đã ký các bạn ơi. Thằng khủng ơi. Trời ơi. Hết sảy luôn. Con này cá ký các bạn ơi. Ô, con này vô hốc mắt rồi. Vô con mắt ngay, vô con mắt. Ô. Rõ nha các bạn. Ô. Quá trời. Hết sảy rồi. Ô, Hugo. Cá mà nó ăn thiệt tình á thì là giật là dính liền à, còn nó ăn mà kiểu mà nó dựng dởn nó nhả. Nó làm cái đùn vậy chứ mà nó lôi xuống dưới nó nhả ở dưới thì không giờ dính được đâu. Dính là phải tùy theo con cá thôi chứ không phải con cá nào giật cũng dính được. Quan trọng là cách ăn của nó thôi, nó chịu ăn là dính. Đây cái hậu lưới câu này mình móc với đụng rất là đẹp nha mọi người. Cái hậu nó bầu tròn nè, khi mình móc con nhái là nó đùng xuống nằm ngay chỗ này nè. Nó thẳng con nhái lắm, nó không có bị khớp á. Nên lúc mình kéo con nhái nó đi rất là đẹp ha. Đây, con nhái mình mới móc đây. Mọi người thấy không? À,
nó nằm gọn ở trong cái hầu lưỡi luôn ha, rất là thẳng luôn, khi mình kéo con nhái đi rất là thẳng, rất là đẹp nha. Rồi cá ăn nữa, cá ăn nữa, lên lên nữa này, không xảy được đâu, cái lưỡi này vô rồi khó xảy lắm, cái dùng quấn cỏ cũng không xảy được nữa. Cái này cũng được lắm nè, bự đó. Tiếp ha mọi người. Cái bãi này cá nó bể rồi, bởi vậy mấy cái con đầu tiên nó ăn, mình vừa không dính, nó ăn không thiệt tình, nó tắp cái đùng vậy đó, nhưng mà nó cắm ở xuống xuống đáy, nó nhả ở dưới á, nhìn nó ăn ghê lắm, tắp đùng đùng vậy đó, mà thật sự nó không có ngậm hết con mồi, nó cắn có một miếng mồi à, rồi nó kéo xuống dưới cỏ nó bỏ ở dưới á. Bởi mình giật lên là toàn là có cái lưỡi không không mà, chứ đâu có dính cá được. Cá bể là nó vậy đó. Còn cái con cá mà nó không có bể, nó ăn cái là nó ngậm nó nuốt luôn à. Mình giật dễ lắm. Mấy con cá bể mình nhìn thấy nó ăn lớn vậy đó, ăn thiệt tình vậy đó, nhưng mà thật sự nó nhả ở dưới á, bởi vì khó dính. Má đào nè, uống tọt má luôn không, bông dở lên nè, lúc đầu lưỡi câu đâu nè ha. Má đào 3g ạ. Giờ mình lay quay, nãy giờ mình tìm ra được cái bãi này. Cái bãi này cũng ở trên cái con đường D của ấp Tân Đại ha. Mình chạy cặp D là mình sẽ thấy thôi. Nói chung mấy cái bãi này là cũng bể ráo rồi đó, cũng nhiều người câu lắm rồi, nhưng mà mình câu cũng hên xui thôi nha mọi người. Có thì ở lại câu, không có thì đi ha. Cái này đi câu dạo mà, chỏ chừng con hai con khi không có nữa ha. Giờ mình sẽ quăng cái đường này ha, quăng xé ra ngoài kia. Câu cá lóc này thì phải chịu chạy thôi, đầu sông cuối sông bãi gì đó, mình cứ chạy dạo, mình câu một ngày rồi mình tổng kết cá lại, chứ không phải là mình đến trên đó mình câu có một bãi là nó có nhiêu đó cá đâu. Chạy dữ lắm, chứ giờ đứng chỗ câu không có là nguyên ngày là bể đầu luôn á. Chịu khó chạy thôi ha.
Ồ, cá ăn, cá ăn. Gần gần sát mé. Còn hải nhã đây. Còn lên nha mọi người. Rút. Dính. Nè. Lưỡi này vô không bao giờ ra được. Má đào nữa nè. Chính xác má đào luôn. Trổ má thấy không? Đó, rú ra không? Cái lưỡi này quýnh 10 con là hết 8 con má đào rồi. Đỡ cá nha mọi người. Rồi đi tiếp nha mọi người. Lại đó quýnh được có 1 con à. Hết ăn rồi. Chạy tiếp thôi. Rồi ghé bãi này cuối ngày nha, chiều rồi. Gần 5 giờ đánh chút xíu nữa là tối rồi mọi người ơi. Có không có cũng về luôn chứ chiều tối rồi. Cá dí các bạn ơi, cá dí các bạn ơi. Cá dí rồi. Nè cái lỗ này nè. Lỗ dính giữa nè, gần tới rồi nè. Đây đây nó đây. Này nó mới dí ngay chỗ này nè. Lên chết bọt dướng rồi rồi ui vô cỏ luôn sao lấy ta còn cá không má đào nè. Má nào không? Má đào mà nằm ở trong mang mọi người. Trong mang này. Thấy cái lưỡi câu không? Vô mang luôn không? Gỡ cá nha. Gỡ không ra luôn nè mọi người. Cái lưỡi này nó máu ghê thiệt chứ. Gỡ vô rồi ra không được. Khó thiệt. Đó, này phải gỡ bằng kìm rồi. Ui, gỡ kìm rồi. Rồi, trúng rồi. Tối rồi. Bấm chút xíu nữa là hết tới đường rồi đó. Cá ăn trong đống năng xa quá. Dồi lên tưởng xảy rồi chứ. Ôi. Cuối ngày mà nha mọi người, tối thui luôn rồi, hết thấy đường câu rồi. Rồi, về tranh thủ về đổ cá ra xem nha mọi người. Đây, được con Hugo rồi mọi người. Con này nhìn ở trong cái màn hình vậy thấy nó nhỏ vậy chứ ở ngoài nó lớn lắm nha. Ơi ngại quá. Con này ha, cả ký à. Để bữa nay được mấy con.
Ừ, nhảy ra, nhảy ra. 1 2 3 4 1 2 4 5 6 7 8 9 con nha mọi người. Cá bên này bự bự không à. Mấy con này cũng cỡ 3g con không à. Rồi mình xin kết thúc ngày câu hôm nay ở đây nha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại.